Bỏ ba lô đấy. Ba lô lên là gì? Ngay gần đây đi đâu. Mang nước à? Không, ba lô để nâng độ khó cho game thôi. Tao đi đường này tăng độ khó. Thế anh gì, anh Dương anh gì, anh béo béo anh cũng khổ đi, đi leo núi. Ông gì nhỉ? Chú công trình đúng không? Thế làm một dốc đến 90% ấy. Dốc 90 độ. Cái này 45%. Học xe anh. Học xe anh xuống rồi gì? Thả dốc cũng được. Cây to này. Được tác nội khóa mà. Khó ạ. Nhưng mà như nào để tăng độ khó hay là gái xấu nhá? Đoạn này như mới làm. Đặt cây. Đường bên Trung Quốc đi được ô tô không anh? Hai ông cũng đang làm. À, để lợi ạ. Cơ lúc về mượn xả cái cam hết nhỉ. Lúc về mượn xả cái cam quay đoạn xuống phát. Đây, biển đây 1 km nữa đây. Đây. Anh đi nhiều quá luôn. Nghe nấu đi mà. Vâng.
Tôi đang quay. Vâng, anh đi được thì bọn em chịu dốc 45 độ này. Còn 2 km là thôi. Bọn anh đi này có được tiền riêng hay là bên bên đồn họ giữ hết ạ? Thì anh đi bao giữ làm gì anh được. Thế nếu mà đi theo đoàn, dẫn đoàn họ đoàn họ thưởng cho anh bao nhiêu nhỉ? Thưởng riêng ấy. Họ à? Vâng. Có lần 200. Vâng. Đoàn bọn đoàn anh ít người thì em gửi anh 100 anh nhớ được không? Gửi cho anh. Vâng, thì em gửi anh. Anh em gửi luôn này. Đây anh cầm cầm em. Ở bên Trung Quốc. Chào. Bọn này lên. Nước bọn này lên rồi. Còn nước không? Không. Quên không mang cho nước. Họ bên kia là người Hàn gì anh? Nhưng có ông nào người Hàn gì không ạ? Đây à? Vâng, tại vì có một ông đấy nói chuyện với anh được. Hay là nói được tiếng Trung ạ? Là họ đi một ngày mấy lần lên nhỉ? Hay là? Ít khi đi mà. Ít khi ạ? Hay là? Có không khi nào một ông nào lên đây không? Là. Ông nào chưa bao giờ? Chưa bao giờ. Thank you.